Đây là một nhà hàng rất nổi tiếng tại ngã ba Tòng Đậu, thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Nhà hàng có không gian rộng rãi, thoáng mát, có hồ cá koi rất lớn ở trước cổng. Nhà hàng được thiết kế theo dạng nhà sàn gỗ rất đẹp và không gian rất sang trọng, lịch sự nhưng vẫn mang đậm dấu ấn của dân tộc, người các dân tộc miền núi của tỉnh Hòa Bình. Hệ thống nhân viên nhiệt tình, chu đáo và đặc biệt các món về cá hồi và thịt rừng cũng như các món liên quan đến rừng núi Tây Bắc rất tuyệt vời. Bạn hãy nên thưởng thức món cá hồi ở đây. Cá hồi ở đây được làm rất nhiều món như món nướng hay món sốt với chanh leo và các món gỏi rất ngon, giá cả hợp lý. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.